kênh sông nước miền Tây. Hôm nay mình đến chùa Cần Giờ 2 của xã Tam Đôn, huyện Mỹ Xuyên để chia sẻ về hình ảnh các vận động viên chuẩn bị cho mùa giải Ốc Ong Bóc 2022 như thế nào. Mời quý vị chú anh chị cùng theo dõi. Ngày mới cũng xin chúc cho mọi người luôn luôn vui vẻ, sức khỏe tràn đầy và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và bây giờ đồng hành với mình ở nơi đây. Đây quý cô chú anh chị, hôm nay thì mình đang có mặt tại chùa Cần Giờ 2 của xã Tam Đôn để chia sẻ về hình ảnh chiếc ghe ngò của bổn chùa đã lên qua dân như thế nào. Thì mời quý chú anh chị cùng theo dõi video ngày hôm nay. Thì trong những ngày qua, chùa Cần Giờ 2 đã được các vận động viên đến luyện tập trong những ngày qua. Hôm nay thì trong chuẩn bị bà con mình chuẩn bị đón cái lễ Senanta, thì Thanh cũng xin chúc cho đồng bào Khmer mình có một cái lễ Senanta thật đầm ấm và yên vui và hạnh phúc. Bây giờ mình vào bên trong ngôi chùa để mình tham quan nha quý cô chú anh chị. Đây là cái chánh điện của bổn chùa quý cô chú anh chị. Thì bây giờ Thanh sẽ đi dọc vào cái chiếc ghe ngò để gửi đến quý cô chú anh chị trước xem ngày hôm nay hình ảnh mình đang có mặt tại khu vực này. Đây là buổi chiều tại chùa Cần Giờ 2 quý cô chú anh chị, để chuẩn bị cho cái lễ hội Ốc Ong Bóc của đồng bào Khmer. Thì bà con mình ở chùa Cần Giờ 2 của xã Tam Đôn thì gắt sớm để chuẩn bị cho cái mùa giải này. Bây giờ mình sẽ từ từ đi vào bên trong để mình tiến vào phía chiếc ghe ngò để gửi đến quý cô chú anh chị xem nha. Thì trong những ngày qua thì ghe của chùa Cần Giờ 2 đang lên qua dân, thì hôm nay đã đến đã hoàn tất trong những ngày qua. Bây giờ mình đến để chia sẻ cho quý cô chú anh chị xem thêm. Đây, thì buổi chiều bây giờ các bà con mình đã đến này quý cô chú anh chị. Bây giờ mình tiếp tục mình sẽ đi đến để chỗ các vận động viên của bổn chùa này quý cô chú anh chị. Từ vào chiếc ghe mình tham quan là chiếc ghe ngon các quý cô chú anh chị. Đây, bây giờ mình sẽ đi vào từ từ ở bên trong cái chỗ chiếc ghe ngò để mình xem tham quan chiếc ghe ngò đã lên qua dân hoàn thành 100% để chuẩn bị cho mùa giải Ốc Ong Bóc 2022 sắp diễn ra trên thành phố Sóc Trăng vào ngày rằm tháng 10 âm lịch hàng năm của bà con mình. Thì bây giờ mình sẽ đi vào các khu vực ghe ngò để mình chia sẻ cho quý cô chú anh chị xem nha. Đây, hiện bây giờ mình đang đi vào từ từ bên trong. Đây là hình ảnh chiếc chạy ghe nha quý cô chú anh chị. Đây, bây giờ Thanh sẽ đi vào dọc để gửi đến quý cô chú anh chị xem. Đây, chiếc ghe ngò đã được lên qua danh rất là đẹp luôn quý vị. Qua chỗ này nước bây giờ mình sẽ đi qua này. Đây, bây giờ ghe đã được hoàn thành 100% cho nghệ nhân dũng sĩ của người con ở xã Tam Đôn lên qua danh cho chiếc ghe ngọt bổn chùa. Đây, quý cô chú anh chị, quá trời đẹp luôn á. Là chỗ cúng thì mình xin phép ghi lại hình ảnh này cho quý cô chú anh chị bà con mình xem luôn. Còn đây là những cây dầm đang làm nha quý cô chú anh chị. Đây là toàn chiếc ghe ngò của bổn chùa đã được lên qua dân hoàn thành 100% quý cô chú anh chị. Bây giờ Thanh sẽ đi dọc một vòng ở này cho quý cô chú anh chị xem. Thank you.
Đây là những đồng viên của bổn chùa đó đầu đến để mà chuẩn bị luyện tập đối với cô chú anh chị. Chú thấy nè, ghe năm nay sao chú? Ghe năm nay lên Hoa Văn sao chú? Đẹp. Đẹp. Chú đẹp. Chiều chiều nào cũng vô đây để coi con hát chú. Đây là hình ảnh chiếc ghe ngò của chùa Cần Giờ 2 các bạn. Thì buổi chiều thì chùa đang có mở trong cái thời gian này luyện tập, thì bà con mình ở trong thôn xóm đến để mà xem rất là đông lắm chú anh chị. Đây để mình chưa chia sẻ cho xem sơ hình ảnh này. Đây, bây giờ Thanh sẽ đi dọc dài về một hơi, một về phía sau chiếc ghe ngò này để cho bà con mình thấy cái hoa văn của ghe rất là đẹp nha. Ủa, hình giữa này hình phẩm hình hô hình gì ha? Hình này nè. Ông Trần hả? Ông Trần nè, ông Trần nè. Rồi cái này. Cái gì? Cà hu hả? Mặt trăng hả? Mỗi ông khác hay là thứ nào phải không? Một thứ cái này từ cái này đi nè, bên đây một thứ từ đại luôn rồi. Thấy bữa năm nay cái ghe này lên Hoa Văn cái mẫu này sao? Thấy sao? Thấy ngon. Đẹp không? Đẹp. À. Bây giờ lên trong đó là thấy đẹp không? Đây cho thấy rõ chút xíu rồi. Thấy rõ chút xíu rồi. Đẹp không? Có ngà phố bột. Bây giờ tiếp tục đi dọc về hết chiếc ghe ngò của bổn chùa để gửi đến quý cô chú anh chị xem. Thì ở trên ghe cũng sẵn sàng ở trên nha quý cô chú anh chị. Đây là hình ảnh mình đang đứng ở chùa giờ 2 trong cái chạy ghe của bổn chùa để mình ghi lại hình ảnh này. Thì ghe hiện bây giờ đã lên Hoa Văn hoàn toàn 100%. Đây những cây dầm đã được chuẩn bị sẵn sàng cho mùa giải rồi quý chú anh chị. Ghe này chắc hoàn thành hết trơn hả? Xong rồi ta. Ghe này xong hết trơn hả chú? Xong rồi. Vậy là chỉ xuống dưới là chuẩn bị đua thôi hả? Chuẩn bị bơi luôn rồi đó. Vậy là ghe của Cần Giờ 2 đó 100% là sẵn sàng cho mùa giải Ốc Ong Bóc 2022 luôn rồi. Đây thì hiện bây giờ là ghe của chùa Cần Giờ 2 đã lên Hoa Văn hoàn toàn 100% quý vị chú anh chị. Thì chờ cái ngày mà để xuống hướng để mà thi đấu cho bổn chùa thôi. Đây hình ảnh. Thì giờ này buổi chiều thì cũng rất là đông bà con mình đến để mà xem đó. Đây 100% đã ghe đã qua được phần hầu toàn rồi. Trong nước miền Tây cũng xin tạm dừng video tại đây. Xin chúc quý cô chú anh chị các bạn một ngày mới vui vẻ và hãy đón xem những video kế tiếp của sông nước miền Tây. Nếu có hay hữu ích hãy đăng ký kênh, nhấn chuông chia sẻ cùng xem. Xin thân ái mến chào, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trong những video kế tiếp của sông nước miền Tây. Xin bye bye.